Thằng Lu với con Lân nó mất tiêu rồi. Lu Lân đâu, ra đây tao biểu coi. Lu Lân. Nè tôi nè, tôi nè. Làm gì mới sáng sớm kêu ầm ĩ lên vậy cha nội? Hai tụi bay đang làm gì ngoài đây vậy hả? Hồi sáng giờ bận rộn dữ lắm luôn á, đang bận bắt Pokemon. Pokemon lo chơi game riết không dư nhà mất đồ của tao sao? Nhà còn gì đâu sợ mất cha nội. Ừ, nhà còn gì đâu sợ mất. Ừ. Sao không còn? Ít nhất ở nhà cũng còn cái bộ ghế sofa với cái giường để nằm đó chứ. Tụi bay không canh nhà trộm vô nó quên hết chỗ đâu tao ngủ. Ủa, tụi tôi ngủ dưới đất cũng được mà. Ờ, lâu lâu ngủ dưới đất đi ông ơi, mát lắm á, không cần nằm trên giường gì đâu. Tụi bay khác tao khác. Có cái gì đâu mà khác? Ông cũng có tay có chân thì bọn tôi cũng có tay có chân vậy, khác chỗ nào? Làm quá. Tụi bay có lông. Tao có không? Nhìn coi. Ông càng nói càng bậy nha. Nghĩ sao ông không có lông? Tao chỉ có nhúm thôi nghe mày, đâu có nhiều như tụi bay. Nhúm này sao đủ ấm bằng tụi bay được hả? Nói gì cũng nói nghe cho được nè. Lông của tôi với Lân nhiều lắm. Để chút tôi tỉa tôi tặng cho ông vài nhúm. Còn bây giờ để yên cho tụi tôi làm việc được không? Tụi bay đừng có nghiện cái môn Pokemon Go quá được hay không? Chơi có chừng có mực thôi. Sáng sớm nó ra ngoài sân bắt Pokemon rồi. Đâu có đâu có đâu. Sáng giờ hai tụi tôi ngồi trên nóc nhà mới bước xuống sân luôn nè. Trời ơi tao sợ tụi bay quá. Sáng giờ hai tụi bay ăn uống gì chưa? Ăn rồi ăn rồi. Ăn gì? Ăn phô mai que của Trà My. Sáng giờ hai tụi tôi quất sạch nguyên bịch luôn rồi. Không chừa tao một chút nào luôn hả? Ông nấu mì ăn đỡ đi. Ở nhà cướp nước luôn rồi, nước đâu mà nấu? Hả cái này thì để con lo. Con lo. Em lo được không hả Lân? Được được, em lo được, anh cứ yên tâm. Đâu, lo làm sao? Bây giờ ba cứ tới phô mai que của Trà My á, ba mua số lượng thiệt lớn cho con. Về nhét đầy cái tủ lạnh, rồi sẵn ba xin hỏi bình nước suối 5 lít. Thề với ba là cái bình 5 lít này mình có thể xài được 2 ngày á. Sau 2 ngày đó ba cứ tới Trà My ba mua thêm một số lượng lớn nữa. Rồi ba đi ra ngoài ba mua thêm một cái tủ lạnh vậy nữa. Ba nhét đầy cái tủ lạnh có nghĩa là mình có cả 2 cái tủ lạnh nhét đầy phô mai que. Tao mua về tới ông nội tao hai còn hó. Hai tụi mày mất dạy vừa thôi. Tại dễ thương vậy nói người ta mất dạy. Ông lớn là chuyện kỳ công.